Chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp tiếng Anh nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Merida RAT FLX 906, một mẫu xe đua được trang bị cấu hình đề 105 gạt đĩa Ultegra. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Chiếc xe khung nhôm sơn nguyên bản. Phanh Tiagra D105 gạt đĩa Ultega rất là cao cấp. Tay lắc 105 vành may Shimano R500 đánh 7 chấm C. Bây giờ nó sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm khổ phốt là 54 cm, và chiếc xe sẽ phù hợp với các bác khoảng 1m6566 đến 7576 đi là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này. Các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị bộ líp 10 tầng, 2 tầng đĩa cho 20 tốc độ. Chuyển động của chiếc xe rất là mượt mà. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 13 triệu 500, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông ở góc phải màn hình để có được những cái thông báo mới về những chiếc xe mà em đưa lên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.